vào mày lấy cái kim lao mày lao cắt hay mẹ lao này mẹ này. Trời đất ơi, bà nói tôi, bà phải nhìn lại đi, bà đang đeo cái quái quỷ gì vậy? Cái giọng mà ăn chuối hả? Dạ, giọng con mới ăn xíu quá. Ê da, mẹ nói con quầy, lớn tuổi rồi, không có con gái gì luôn á, giữa cái miệng á là thui rồi, còn kèm theo cái họng râu nữa, chắc song song vào lo, còn chưa có cạo lòng lắc nữa. Mẹ nói chuyện với mẹ, nghe đừng lại đi, cái miệng mẹ cũng túi vậy. Cái miệng mày hỏi, alo. À tóm gọn là hai mẹ con miệng thúi đều, dạ. Xù cho nghe nha. Dạ rồi, à, cái đứa với mày thì bây giờ vòng lại tao nó bé luôn. Ê, hàng chân bài. Con làm vậy là thấy mẹ đó. Dạ quý vị ơi. Alo. Dạ rồi, cái đứa với mày vòng lại này là tao nó bé luôn, tôi vòng lại đặc biệt. Alo, được rồi. Lương cả cân, cái đi chưa ok quá. Chị ơi, em thấy nước hai cái lò. Không, một bên thì nó được rồi, còn bên này không có biết sao. Vậy là hai bên lượt này. Quá lạ quá lạ. Trời ơi, không có tiền giờ luôn. Hai cái vũ của mẹ sẽ là hai cái vũ. Để chị chỉnh con của chị lại coi. Chỉnh đi chị. Rồi. Chị ơi, chị. Rồi, đây nghe nè. Rồi, được rồi. Rồi, hai mẹ con. Trời ơi, bộ tóc lai quá kìa mẹ. Của mày chứ của ai. Của cưng nữa. Dạ ơi, con nhìn lại cái đồng hồ đi. Đâu, nó chạy giờ, nó chạy giờ rồi. Dạ kính thưa quý vị, vòng đòi này là 30.000 đồng. Dạ kính thưa quý vị, vòng đòi này là 30.000 đồng. Vòng đòi đặc biệt, bây giờ chúng em sẽ mở thưởng luôn. Và xin mời hai vị khán giả lên làm đại diện. Một người kiểm banh cho quý vị, hỗ trợ kiểm số giùm em quý vị. Ai lên cũng sẽ có quà nha quý vị. Rồi, ai? Rồi kỉnh lên đi cưng, kỉnh. Đây nè, cái nhóm boss ở đây nè. Anh xăm mình, hết qua xăm chỗ. Lên đây boss. Lên đi, em dẫn cái đi làm này làm kia. Không có sao đâu, lên đây đi, có... Lên đây anh hơi chết rồi nè. Có Tố Phương Nga nè. Chị nhìn đi, anh này với này là hai vợ chồng đó. Không có, không có nhìn lộn không? Không có, em thấy hai người nãy. Hai cái tướng ngon gì mà vợ chồng cái gì? Rồi, hai người, một anh trai còn một người đó quý vị. Ai? Áo đen hả? Rồi lên đây thấy trai đẹp, chào chào lên liền thấy chưa? Đó, lẹ lên nè, mở thưởng nè. Vâng ạ, cùng mời thêm một người nữa ạ, để hỗ trợ cho chúng em rồi. Nó đem lên rồi đó chị. Rồi, kính thưa quý vị, và vòng loại này là vòng loại đặc biệt, vòng loại 30 đồng. Đoạt giải qua 5 phân vàng quý vị, và xin mời quý vị chúng ta cùng em tập trung đề sáng chuẩn bị. Do số. Với một vòng loại đẹp 30.000 đồng, chúng ta sẽ được chọn qua đó là 5 phân vàng đi. Và bây giờ chúng ta là ai sẽ có lấy chút dịch tay, khi dân cao tay lên để ủng hộ giúp chúng em nha. Và chúng em sẽ đem thấy tận nơi, su còn ai nghe chút tay nữa ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vòng loại này để em đếm coi. Mùi bị bay buôn phèm phèm mùi có 6 con cờ thôi quý vị. Và đã có vì chủ nhân may mắn đầu dạng của số 15. Cho nên quý vị khán giả mình phan ở giờ số 1 đâu bé nha. Tránh trường hợp kinh dầu nghe nhầm cùng em giờ số tiếp. Dòng loại số 62. Có 1. Đúng. 3. 15. Có 1. Số 7. Có 2. 21. Có 3. 4. Vâng, giờ chị cảm ơn nha. À, tặng cho anh luôn rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Và đây chị tặng cho em một em lấy cái này hay lấy cái khác? À lấy cái này. Dạ thưa quý vị, rồi lời mới vẫn là 30.000 đồng. Với anh ơi, dạ bây giờ anh trúng được 5 phân vàng rồi đó. Ban tổ chức chúng em tặng cho anh thêm một cái lẩu tái châu quế lầu. À thầy ơi, tặng luôn cái bao lì xì cho khách luôn. Và dạ, một cái vôi chừa của nha khoa Sài Gòn Tâm Đức ạ. Dạ. Dạ rồi anh vô lên anh. Dạ. Một chàng hóa tay cho mình khán giả. Một chàng hóa tay và cảm ơn vàng ạ. Dạ cảm ơn anh ạ. À. Dạ. Đây đây anh ơi. Anh ơi rồi nè. Sao đi có mấy người lận. À dạ năm vé cho hả? Em cảm ơn anh ơi. Nha. Anh ngồi chỗ nào vậy? À rồi em qua liền nha. Ôi tôi ghét á. Ai ạ? Suri hả? Qua Suri ơi. Bà Suri ơi, qua đây bà ấy trên mặt. Anh hứa anh mua 50 vé nè em. Hai tiếng một lẹ lên em. Lẹ ơi. Rồi chú thú vị ơi, vòng loại tiếp theo vẫn là 30.000 đồng. Chơi giá trị giải thưởng đó là 5 không vàng. Tôi nghĩ bây giờ sẽ mời điện chúng ta hướng mắt lên sân khấu. Không chuộng cho qua bài hát này. Trời ơi, chị hợp là duyên dáng và nhiều ngôn từ phong phú quá. Bây giờ phát triển lên thế nào. Vâng nào, và bây giờ dòng lợi này là dòng lợi 20.000 đồng. Và chúng em xin đợi tất cả các cô chú các chú bạn hãy tham gia tham dự và ủng hộ dùm em chúng dòng lợi này nha. Dạ đúng rồi đó các cô quý vị. Thì ngay từ bây giờ những người đẹp của cái hát là Tôn Nam chỉ còn trên tay đôi ba lá vé ở phòng trời khu. Và những lá vé chót thôi quý vị. Đó thì quý vị đầu nghe chú lên. Chị bụng có nhiều dỗ lưng, chị cũng văng được phổi không anh? Không, lưng chị mạnh thiệt cái nha. Chị mới hát xong rồi lực chị vẫn còn mạnh đó. Nó có nè. Dài mà mạnh gì đâu. Không muốn chăng nó tìm ra ngoài luôn vậy chị. Rồi, và bây giờ chúng ta có lá giấy trên tay tập trung sang bắt đầu. Giờ số. Rồi một lần nữa anh chú ý cho tay lên trên tay cho quý vị nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số thì đang lên gì đây? Bầu trời sao sáng thêm này? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.